Chúng ta lấy sẵn sách Gióp. Đọc sách Gióp là ta đối diện với một vấn đề mà người ta gọi là vấn đề muôn thuở của con người. Gọi là vấn đề muôn thuở là bởi vì con người ở đâu và ở bất cứ thời đại nào cũng tự đặt ra cho mình trong cuộc sống, khởi đi từ chính kinh nghiệm đời sống của mình, cũng như là từ sự quan sát đời sống của mình. Cái vấn đề đó là tại làm sao có những người sống công chính đạo đức mà Chúa lại để cho người ta phải đau khổ như vậy? Và nếu Chúa để cho những người đạo đức và công chính phải chịu đau khổ, đang khi những kẻ gian ác thì lại sống phủ phê, như vậy thì sự công bằng của Thiên Chúa ở đâu? Thời nào người ta cũng đặt câu hỏi đó. Lấy cụ thể ở thời đại chúng ta, tôi có thể nhắc đến một vài tác phẩm văn học. Lý do làm sao? Bởi vì trong những tác phẩm văn học thì không chỉ là một cá nhân này, một cá nhân kia kinh nghiệm, mà nó trở thành một vấn đề của nhiều con người suy nghĩ. Và là những tác phẩm văn học nổi tiếng, chẳng hạn như là nhà văn Dostoevsky ở trong cuốn Anh em nhà Karamazov. Một nhà văn khác rất nổi tiếng người Pháp, Albert Camus, ở trong một tác phẩm mà hình như đã được dịch sang tiếng Việt Nam, Dịch Hạch. Ở đấy cái vấn đề người vô tội, người đạo đức mà phải chịu đau khổ xuất hiện rất là rõ. Chẳng hạn như là trong cuốn Dịch Hạch đó, thì ông bác sĩ ông ấy đặt vấn đề với một linh mục: Ngài giải thích cho tôi đi, Ngài giải thích cho tôi tại làm sao thằng bé này nó phải chết. Giả như là một người lớn tội lỗi ngập đầu mà bị phạt chết thì hiểu được, nhưng mà thằng bé này nó hoàn toàn vô tội thì tại làm sao Chúa để cho nó phải chết? Ngay trong thời đại chúng ta, một thời đại mà người ta phát triển khoa học kỹ thuật rất cao, một thời đại mà đời sống vật chất của con người không ngừng tiến bộ, những câu hỏi như thế nó vẫn không ngừng được đặt ra. Và nó không chỉ là câu hỏi lý thuyết của những nhà văn, mà là câu hỏi của mỗi chúng ta, có đúng không? Trong cuộc đời của các anh chị có bao giờ tự đặt một cái câu hỏi như vậy không? Cho nên khi ta bước vào sách Gióp là ta đặt mình đối diện với một vấn đề rất lớn, vấn đề muôn thuở của con người. Thế thì để hiểu được tác phẩm đó, đã nhiều lần tôi nói với các anh chị là mình luôn luôn phải đặt mình vào trong bối cảnh của tác phẩm. Cho nên trong phần gọi là tổng quát đó, tôi có nói với các anh chị về bối cảnh. Lời của Thiên Chúa là lời hằng sống, lời cho tất cả mọi người ở mọi thời đại, mọi nơi. Thế nhưng mà lời đó một cách cụ thể được viết ra luôn luôn là trong một bối cảnh không gian và thời gian. Lời đó không được viết bằng tiếng Việt Nam mà được viết bằng tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp chẳng hạn. Lời đó không được viết ở thế kỷ 20 mà được viết cách đây 20, 25 thế kỷ chẳng hạn. Và cái bối cảnh văn hóa của thời bấy giờ chắc chắn khác chúng ta. Ngay cả những tác phẩm bằng tiếng Việt Nam chẳng hạn như Truyện Kiều mới cách đây có mấy trăm năm thôi, mà nhiều khi mình đọc mình không hiểu, phải không? Mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh của thời đại, cái bối cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của thời đại đó, mình mới có thể hiểu được cho chính xác hơn nội dung của tác phẩm.
Khi mà lời Thiên Chúa đến với con người thì lời đó cũng mang lấy cái vóc dáng của con người. Chính vì thế mà ta phải tìm hiểu cái bối cảnh. Sách Gióp được viết cách đây khoảng 2.500 năm cơ mà, chứ đâu có phải bây giờ. Và được viết trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo của dân Israel, chứ không phải là của dân Italia, cũng không phải là của dân Campuchia. Thế thì ở đây chúng ta không có học chuyên môn về Thánh Kinh, nhưng mà có một vài gợi ý mình nên quan tâm. Cái bối cảnh văn hóa Israel vào thời điểm 2.500 năm trước chúng ta đó, đó là một nền văn hóa mang tính bộ tộc. Tôi thì tôi nghĩ rằng nó khá gần với văn hóa làng xã ở Việt Nam mình. Nói để các anh chị dễ hiểu, nó khá gần với văn hóa làng xã của Việt Nam. Ở trong nền văn hóa đó, người ta nhấn mạnh đến sự phát triển của dòng tộc, phát triển về đất đai, phát triển về của cải và phát triển về con cái nữa, hậu duệ. Và Nahum ở trong cái sự phát triển về hậu duệ, con cái này này, nó có một niềm hy vọng về sự bất tử nó hàm chứa ở bên trong. Không biết là các anh chị có để ý điều này không? Ngày hôm nay chúng ta đứng ở thời điểm này, mình tin vào Chúa Giêsu Kitô và mình tin có sự sống đời sau. Nhưng mà vào thời bấy giờ đó, cái niềm tin vào sự sống mai sau nó chưa được thành hình, chưa được thành hình. Và lúc bấy giờ người ta vẫn mang trong lòng mình một niềm hy vọng bất tử. Con người có một cái ước mơ bất tử được đặt ở trong trái tim của mình. Thế thì người ta thể hiện cái niềm hy vọng bất tử đó bằng cách nào? Dạ thưa, tôi chết nhưng tôi vẫn sống mãi nơi con cháu của tôi. Cho nên những người mà cỡ như tôi đó là thôi tiêu rồi, không có hậu duệ gì hết. Cho nên những gia đình mà chỉ có một đứa con trai thôi đó mà dâng nó cho Chúa là cả một sự hy sinh lớn. Ê, tôi chết nhưng mà tôi vẫn sống mãi nơi con cháu của tôi, niềm hy vọng bất tử nó được thể hiện ở đó. Hoặc là một cách khác, tôi chết nhưng tôi vẫn sống mãi trong sự nghiệp mà tôi gây dựng, vẫn là một niềm hy vọng bất tử. Và khi tôi nói như vậy thì các anh chị thấy rằng nó không phải chỉ ở cái thời đại của Israel cách đây 2.500 năm, mà ngay cả thời đại chúng ta, phải không? Ngay cả thời đại chúng ta, nhiều người vẫn nuôi cái ước vọng như thế. Đấy, hãy đặt mình vào trong cái nền văn hóa đó đi. Và đồng thời trong nền văn hóa bộ tộc đó đó, người ta nhấn mạnh rất nhiều đến vị trí, đến danh dự mà mỗi người có trong xã hội. Nó giống như trong làng xã của Việt Nam mình vậy. Một miếng giữa làng bằng một sàn xo bếp. Đấy, có một miếng thôi nhưng mà nó bằng một sàn. Nhưng mà cái miếng kia là miếng ở giữa làng cơ. Chứ còn ở trong bếp ấy thì ai biết đấy. Cho nên người ta nhấn mạnh rất nhiều đến cái danh dự. Bỏ bao nhiêu tiền ra để mua một chức ở trong làng, để được người ta gọi là ông này ông kia. Có người còn nói là người Việt Nam sinh ra đó thì ở trong bụng đó đã có ước mơ làm quan rồi. Rất là gần gũi với văn hóa của Israel ngày xưa. Và một người làm quan thì cả họ được nhờ. Nghe thì nó cũng vui đấy, nhưng mà trong thực tế thì mệt vô cùng.
Và từ đó mà nó cũng sinh ra có thể vô vàn chuyện tham nhũng hối lộ, rồi những cái chuyện không tốt đẹp trong xã hội. Vì cái chuyện mà một người làm quan mà cả họ được nhờ. Bởi vì không có dựa vào thực lực và khả năng, mà dựa vào quan hệ, dựa vào tình máu mủ thân thiết để đề bạt người này người kia lên lãnh những chức vụ ở trong xã hội, chứ không dựa vào khả năng có thật. Nguy hiểm đó là chỗ đấy. Nói như thế để thấy là có khi Việt Nam mình đã gia nhập vào WTO rồi đấy, ra biển lớn rồi đấy, nhưng mà cái não trạng thì có khi vẫn là não trạng làng xã. Tôi nói cái này các anh chị tha lỗi cho nhé. Việt Nam mình bước vào thế giới hiện đại rất là nhanh. Nó có cái hay và có cái dở. Các anh chị tưởng tượng ở bên các nước Âu Châu và Bắc Mỹ nhé. Để đi đến cái giai đoạn hiện tại, người ta sử dụng điện thoại di động chẳng hạn, hay là sử dụng mạng internet chẳng hạn, thì người ta đã phải trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá, phát triển cả trăm năm, đúng không? Thế thì trong cái quá trình cả trăm năm như vậy đó, cái suy tư, văn hóa nói chung nó cũng đã có sự biến đổi. Còn mình đó, là mình đang ở trong làng, một phát một mình nhảy ra mình xài điện thoại di động. Cái tư tưởng của mình nó chưa được thay đổi, cái văn hóa của mình nó không bắt kịp. Cho nên xin lỗi các anh chị có những tình trạng như thế này, bốc điện thoại di động đủ mang nào đó. Tôi đã xin lỗi rồi mà. Nhưng mà tôi hỏi có thật không? Tai tôi nghe rõ ràng. Chắc là tôi gọi lộn số, ông bốc máy ông đủ liền. Nó có một cái sự cách biệt giữa phương tiện hiện đại mà ta sử dụng và cái văn hóa của người sử dụng. Đôi khi là một sự cách biệt rất lớn. Cho nên có cái hay mà cũng có cái dở. Nói như vậy để cụ thể hóa phần nào những cái gì mà chúng ta đang tìm hiểu về bối cảnh sách gốc. Thế còn về mặt tôn giáo đó, thì lúc bấy giờ ta đặt sách gióp vào trong cái thể loại gọi là văn chương khôn ngoan. Ở trong nền văn chương khôn ngoan này, nó hàm chứa một niềm tin tưởng chắc chắn rằng nếu tôi sống công chính và khôn ngoan thì tôi sẽ được phúc lộc dồi dào. Đại khái đó là niềm tin tưởng vào sự thưởng phạt nhãn tiền của Thiên Chúa. Và có lẽ không phải chỉ cách đây 2500 năm đâu, nhưng mà thời Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Người ta vẫn giữ một niềm tin tưởng vào sự thưởng phạt nhãn tiền của Chúa. Cho nên khi mà gặp một anh mù chẳng hạn, đó là các môn đệ Chúa Giêsu đặt vấn đề liền: thưa thầy, cái anh này nó mù là vì tội của nó, hay là tội của bố nó, hay là của mẹ nó? Đấy, thưởng phạt nhãn tiền. Khi người ta nuôi một ý tưởng về sự thưởng phạt nhãn tiền của Thiên Chúa như vậy, mà người ta gặp một người phong cùi, gặp một người què cụt, gặp một người nghèo khổ, người ta sẽ kết luận ngay là vì thằng này lắm tội. Nguy hiểm là chỗ đó. Và nếu mà người ta được sống giàu có phủ phê đó, thì người ta tự nhủ rằng như vậy là tôi được Chúa chúc phúc, nhờ tôi sống công chính, mà đang khi đó thì đầy tội đó. Nguy hiểm ở chỗ đấy. Ấy, chúng ta đặt mình vào trong bối cảnh một chút, bối cảnh về văn hóa, bối cảnh về tôn giáo, thời điểm mà sách gióp này được viết ra, để khi đọc tác phẩm chúng ta dễ nắm bắt vấn đề hơn. Thế trước khi mà đi vào từng phần đó, thì tôi đưa cho các anh chị một cái nhìn tổng quát sách gióp
42 chương có tất cả 5 phần chính như thế này. Cái phần mở đầu đó là 2 chương đầu. Phần mở đầu này trình bày cho chúng ta bối cảnh câu chuyện về cuộc đời của ông Gióp. Và từ trong cái bối cảnh cuộc đời của ông ấy thì mình mới hiểu tại làm sao có phần rất dài về phía sau này. Đó là những áng văn, những áng thơ, những diễn từ của người này, người khác và của cả ông Gióp và nhất là của chính Thiên Chúa. Cho nên phần mở đầu giúp cho mình đặt mình vào trong cái bối cảnh, nó dẫn đến những cái suy tư kế tiếp đó. Ông Gióp ông ấy mất hết mọi sự, rồi thì có 3 người bạn đến khuyên nhủ. Rồi từ đó phần thứ hai đó là phần có thể nói dài nhất, đó là cuộc đối thoại của ông Gióp với 3 người bạn, được trình bày dưới thể loại những áng thơ. Các anh chị đọc sẽ thấy nó như thơ vậy, và rất hay, rất là sâu sắc. Đại khái là trước hết ông Gióp ông ấy than thở về số phận hẩm hiu của mình. Khi nghe ông ấy than thở như vậy đó thì 3 người bạn mới lên tiếng biện hộ, không phải là cho ông ấy mà là cho Chúa. Thế thì khi những người bạn lên tiếng biện hộ như vậy đó thì ông ấy lại cũng có câu trả lời. Tranh luận qua lại như vậy. Rồi đến phần thứ 3 là diễn từ của một người trẻ tuổi tên là Elihu. Ông có một cái nhìn nó khác hơn và nâng đỡ hơn đối với ông Gióp. Nhưng mà đỉnh cao là phần thứ 4, đó là diễn từ của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa lên tiếng. Và khi ta tuần tới mà đọc có thì sẽ thấy là Chúa dồn ông Gióp vào cái thế là không nói được cái gì hết. Nhưng mà phần kết luận đó thì tác phẩm này nó cũng giống như là một cuốn phim mà ta gọi là có hậu. Tức là mọi sự rất ư là tốt đẹp. Ông Gióp ông ấy lại được trả lại mọi sự và sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mà tôi tự hỏi không biết là trả lại mọi sự thì lúc cái con cái nó chết hết rồi thì làm sao? May là được bà vợ. Đấy, mà cái nhìn tổng quát là như thế. Bây giờ cụ thể hơn, tôi mời các anh chị cùng với tôi bắt đầu ta bước vào phần mở đầu ngay chương thứ nhất, câu thứ nhất. Các anh chị đọc liên tục không biết có để ý không? Nhưng mà ở đây á, thì để giúp cho các anh chị dễ hiểu, tôi đề nghị là các anh chị hãy cứ tưởng tượng cái phần này nó giống như là một vở kịch á. Và một vở kịch thì nó có nhiều đoạn, nhiều hồi ha? Hồi thứ nhất là cái gì, hồi thứ hai là cái gì. Và đặc biệt á, là nếu ta quan sát kỹ thì sẽ thấy chẳng hạn như là hồi thứ nhất á, là chuyện xảy ra ở dưới đất, đến hồi thứ hai là chuyện xảy ra ở trên trời, xong đến hồi thứ ba lại chuyện xảy ở dưới đất, xong rồi hồi thứ tư thì lại xảy ra ở trên trời, chẳng hạn vậy, để cho mình dễ nắm. Thế bây giờ cái hồi thứ nhất hay là cảnh thứ nhất xảy ra ở dưới đất đó, là 5 câu đầu của chương 1. Mời cả lớp nhé. Satan thử thách ông Gióp và xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lãnh xa điều ác. Ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời 3 cô em gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ. Rồi ông dậy thật sớm,
dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ. Vì ông tự nhủ, biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Lần nào ông Gióp cũng làm như thế. Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Trong phần đầu này là tác giả mô tả về nhân vật Gióp. Cái tên của ông ấy, khi tôi đi tìm sách chú giải đó, thì người ta có đề nghị cái nội dung tên của ông ấy nghĩa là thế này này: Chúa của tôi ở đâu? Chúa của tôi ở đâu? Các anh chị có để ý là đối với người Việt Nam mình, tên là quan trọng lắm, phải không? Tên là quan trọng lắm, tên là người. Cho nên bố mẹ đặt tên cho con, hay là ông nội, bà ngoại đặt tên cho con, chứ còn người ở ngoài lơ vơ mà nói lăng nhăng là chết. Nhất là những gia đình mà nho giáo nữa, các cụ có chữ nghĩa nữa, thì đặt tên là lại càng cẩn thận hơn. Có những gia đình bình dân tôi thấy đặt tên vui lắm, mùi rượu thơm ngát. Dễ nhớ. Và có một ghi nhận rất rõ về ông Gióp ngay ở trong câu đầu. Ông là một mẫu người đạo đức và công chính. Và đặc biệt là cái từ này: kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa. Tôi nhấn mạnh cái từ này là bởi vì tôi vừa mới nói xong, sách Gióp ở trong cái thể loại văn chương khôn ngoan. Mà cả lớp thì mới học sách Châm Ngôn tuần vừa rồi. Thế thì khi học sách Châm Ngôn, có phải là chúng ta thấy là nhấn mạnh đến sự kính sợ Chúa không? Đấy, kính sợ Chúa. Và có lẽ mình phải hiểu sự kính sợ Chúa ở đây không phải là một cái tâm tình sợ hãi mang tính nô lệ của một người tôi tớ, nhưng nó gần giống với điều mà Thánh Phaolô nói, đó là sự vâng phục đức tin, vâng phục đối với lời của Chúa. Giống như tổ phụ Abraham. Mà bởi vì ông ấy kính sợ Chúa như vậy, cho nên cuộc sống của ông ấy đúng là một cuộc sống được chúc phúc. Có ai trong chúng ta ngày hôm nay sống ở thời này mà lại có đàn súc vật 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đòa, 500 đôi bò, quá sức lẽ mình. Rồi lại 7 con trai, 3 con gái nữa. Nhưng mà nếu mà ông ấy sống thời này mà lại tới những 7 trai 3 gái thì khéo bị phạt. Và có một điểm nữa, không biết các anh chị có để ý không, là ở cái câu thứ 5. Mỗi một khi con cái mà nó tiệc tùng như vậy đó, thì sách Gióp ghi nhận làm sao? Ông ấy gọi con cái đến mà thanh tẩy nhá, rồi sáng sớm lại còn dâng lễ toàn thiêu nhá. Đạo đức cỡ đó còn gì nữa. Nghĩa là một con người hết sức lý tưởng. Thế nhưng bây giờ chúng ta đọc tiếp cái hồi 2 vậy. Cái hồi 2 đó là nó từ câu 6 cho đến câu 12. Để ta thấy vấn đề. Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Sa-tan cũng đến trong đám họ. Bấy giờ Đức Chúa phán với Sa-tan: ngươi từ đâu tới? Sa-tan thưa với Đức Chúa: rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Sa-tan: ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó. Một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lãnh xa điều ác. Nhưng Sa-tan thưa lại với Đức Chúa: có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc,
chở che nó tư bề. Nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Đức Chúa phán với Satan, được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa. Vâng. Thế bây giờ trước hết ở câu 6 đó, mô tả là các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Các con cái Thiên Chúa đây là ai? Những người kính sợ Chúa hả? Không phải vậy đâu. Ở đây ta phải hiểu thế này này. Khi tác giả Thánh Kinh viết về Thiên Chúa, vốn là đấng vô hình không ai thấy được, thì các ngài phải diễn tả như thế nào? Chúng ta chỉ có thể nói về Thiên Chúa khởi đi từ chính kinh nghiệm của con người. Thế cho nên tác giả Thánh Kinh mượn cái hình ảnh của một triều đình vua chúa ở phương Đông để diễn tả về sự uy nghi và quyền năng của Thiên Chúa trên trời cao. Nói đến các con cái của Chúa ở đây này, các anh chị đừng quên rằng chỉ có Thánh Kinh của mình, nhưng mà có những chuyện thần thoại của phương Đông nó cũng khá gần giống như thế này. Và trong những chuyện thần thoại của phương Đông đó, thì người ta quan niệm đấng mà chúng ta gọi là Thiên Chúa đó là một vị thần cao cả nhất. Nhưng mà ngoài vị thần cao cả đó thì chung quanh Ngài có những vị thần ở cấp thấp hơn, nhỏ bé hơn. Như vậy là độc thần hay là đa thần? Đa thần. Đa thần. Còn Thánh Kinh thì chủ trương đa thần hay độc thần? Dứt khoát là độc thần giáo. Thành thử ra mình phải hiểu các con cái Thiên Chúa ở đây trong tầm nhìn của Thánh Kinh đó không phải là thần thánh nào cả, mà chỉ là những tôi tớ hầu cận trước nhan Thiên Chúa thôi. Thế rồi lại có Satan. Ta ít gặp từ Satan này trong những tác phẩm khác, nhưng mà ở đây ta gặp Satan. Satan có mặt ở đây. Và Satan đưa ra cái lập luận mà đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đó là hắn ấy cho rằng ông Gióp ông ấy sống đạo đức chỉ vì ông được lợi lộc. Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải là chính Ngài đã bao bọc chở che cho nó tư bề, bản thân nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Bây giờ Ngài cứ thử giơ tay đánh vào tài sản của nó xem, chắc chắn là nó quay ra nó nguyền rủa Ngài ngay. Đấy là lập luận của Satan. Nhưng câu hỏi mà mỗi chúng ta phải chân thành đặt ra đó là cái lập luận này có một phần nào đúng trong đời sống đức tin của mình không? Liệu có phải là vì mình tin Chúa là bởi vì mình nhắm được lợi lộc không? Và nếu mình tin Chúa để nhắm được lợi lộc á, thì một khi lợi lộc đó nó không đến thì liệu mình còn tin Chúa không? Cái câu hỏi mà Satan đặt ra là như thế. Và tôi e chừng biết đâu đây cũng là câu hỏi mà nhiều người ngoài công giáo ngày hôm nay có thể đặt ra cho chúng ta. Đấy, cuộc sống của anh chị, gia đình anh chị đang yên ổn, bình an, thế thì tin vào Chúa, chứ còn bây giờ mà tai họa mà giáng xuống xem còn tin không? Thành thử ra mình đọc chuyện ông Gióp á, mà cứ đọc lướt qua cho nó viết chuyện giống như xem phim á, thì không có vấn đề gì. Nhưng mà đọc rồi mà dừng lại, mà ngẫm nghĩ, mà hỏi lại mình á, thì xem ra cũng hơi đau đó.
Thì lập luận của Satan một phần nào phản ánh thái độ của chính chúng ta. Rồi cuối cùng thì Chúa cho phép Satan được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, nhưng mà con người của nó thì ngươi không được đụng tới. Cái câu này hàm nghĩa là nếu trong cuộc đời của chúng ta mà gặp những thử thách đó, thì có thể những thử thách đó đến từ Thiên Chúa. Đến từ Thiên Chúa, theo cái nghĩa là Chúa cho phép á, phải không? Nhưng mà có bao giờ Chúa cám dỗ mình không? Cho nên phân biệt hai từ nhé. Thiên Chúa không cám dỗ, nhưng mà Thiên Chúa có thể thử thách. Thử thách để giúp cho chúng ta thanh luyện lòng tin của mình, thanh luyện tình yêu của mình. Và cái sự thanh luyện đó, thưa các anh chị, không phải đợi đến lúc mà các anh chị và tôi vào luyện ngục thì mới là thanh luyện đâu, mà là Thiên Chúa bắt đầu thanh luyện chúng ta ngay từ bây giờ. Nếu các anh chị và tôi chấp nhận để cho Thiên Chúa thanh luyện ngay từ bây giờ, thì hy vọng là sau này cái thời gian thanh luyện nó ngắn hơn. Còn nếu mà mình không chấp nhận để cho Chúa thanh luyện mình từ bây giờ đó, thì e rằng nó khí lâu. Tôi nói cái từ thanh luyện đó, Việt Nam mình gọi là luyện ngục mà, đúng không? Chữ luyện này là cái gì? Là thanh luyện đấy. Thành thử ra Thiên Chúa không cám dỗ, nhưng Thiên Chúa có thể thử thách chúng ta để giáo dục mình. Bây giờ ta bước sang hồi thứ ba, để xem là khi ông Gióp đó, ông ấy bị thử thách như vậy, thì ông ấy phản ứng làm sao. Từ câu 13 cho đến câu 22. Vậy một ngày kia, các con trai, con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ. Thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp, trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ Va đã xông vào cướp lấy, còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết. Chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ. Lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người này còn đang nói thì một người khác về thưa, người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà, còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết. Chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ. Thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Người ấy còn đang nói thì người kia về báo, người này còn đang nói thì người kia về báo, người này lại nói chưa hết thì lại người kia về báo. Nghĩa là nó dồn dập. Chỉ trong những giây phút rất ngắn ngủi, ông Gióp mất hết tất cả mọi sự. Con cái, tài sản, mất hết không còn gì. Tôi nghĩ ông này thần kinh của ông phải bằng thép thì chứ cần thì. Nếu mà người bình thường chắc chịu không thấu đâu. Chứng khoán mới mất có chục triệu đã muốn mát rồi. Này, thần kinh ông phải vững lắm. Và các anh chị để ý này,
Những sức mạnh hủy diệt này đương nhiên là chúng ta đọc từ trên thì mình biết rồi, là do Satan nó huy động cái gì. Nhưng mà ta đọc kỹ thì sẽ thấy là những sức mạnh hủy diệt này có cả thiên tai và nhân tai. Thiên tai chẳng hạn như người ta về người ta báo là lửa Thiên Chúa từ trời giáng xuống đốt cháy chiên dê và đầy tớ. Rồi người ta báo thêm là cuồng phong nữa, từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà, sập xuống đè chết hết con cái của nó, là thiên tai. Rồi thì nhân tai, dân Sơ Ba, dân Can Đê nó tiến đánh. Nhưng mà dù là thiên tai hay là nhân tai đó thì đều do bàn tay của Satan. Cái nhìn của người xưa là như vậy. Những đau khổ đến với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có thể từ thiên tai, chẳng hạn như là sóng thần mà giết chết một lúc cả mấy ngàn người chẳng hạn. Rồi thì nhân tai thì nhiều vô kể, hàng ngày gây đau khổ cho nhau, gây chết chóc cho nhau. Nhưng mà người xưa người ta nhìn là có bàn tay của ác thần nó dúng vào đấy. Và trong kinh lạy cha chúng ta đọc á, là xin gìn giữ chúng con khỏi sự dữ, mà có bản dịch là khỏi ác thần. Cho nên nói đến những đau khổ mà xảy đến trong đời con người, cái nhìn của đức tin cho thấy là có sự ác nó hoành hành ở trong đó, có thử thách chúng ta. Nhưng mà điểm đặc biệt nhất trong đoạn văn này đó là thái độ của ông Gióp. Cái câu này tôi nghĩ các anh chị phải học thuộc lòng mới được. Đây cũng là một đoạn văn mà trong sách nguyện của các linh mục mà các anh chị có đọc phụng vụ giờ kinh đó, thì sẽ thấy là có một ngày nào đó trong tuần lời Chúa lấy lại cái câu này. Đó là câu ông Gióp trỗi dậy xé áo mình ra, cạo đầu sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói: thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Chuyện này là không thể tưởng tượng được. Chúng ta chúc tụng và tạ ơn Chúa khi mà Chúa ban ơn. Đằng này mất hết tất cả, từ của cái, đất đai, con cái mất sạch, vậy mà lại vẫn xin chúc tụng danh Đức Chúa. Dựa vào cái gì mà chúc tụng? Ai trong chúng ta mà trong cơn đau khổ mà thốt lên được cái câu này thì chắc là phải phong thánh này chứ còn thì. Thực sự là vậy đấy. Tại sao vẫn chúc tụng danh Đức Chúa được? Dạ thưa là bởi vì Gióp ý thức rằng tôi sinh ra trần truồng từ lòng mẹ, tôi cũng sẽ trở về đó trần truồng. Và đây nó cũng là một thực tế của đời sống. Tất cả chúng ta đều sinh ra từ lòng mẹ trần truồng. Và một ngày nào đó mình trở về với Chúa, người đời nói là về với cát bụi, thì chúng ta mang được cái gì? Mang được cái gì? Ở trong một chuyện cổ thấy có ông vua đó, mà ông ấy nhắn lại với mọi người là khi ông ấy chết đi, đặt ông ấy vào trong quan tài thì vui lòng khoét hai cái lỗ để cho ông ấy thìa hai cái tay ra, để cho mọi người thấy là ông ấy chết, ông không có đem gì đi được hết, hai bàn tay trắng. Cho nên là có tích cóp cho lắm vào rồi thì cuối cùng thì cũng đi để hai bàn tay trắng thôi. Nếu mà mình có đem được cái gì đi, có lẽ là đem trong trái tim mình, chứ không phải đem ở bàn tay. Đem là đem cái sự giàu có và phong phú nội tâm, chứ không phải là sự giàu có của cải vật chất. Đấy, ông Gióp sở dĩ ông có thể chúc tụng Đức
Chúa ngay trong đau khổ là bởi vì ông ấy ý thức rằng tôi sinh ra cuộc đời này trần truồng, thì bây giờ tôi về với Chúa trần truồng. Và nếu chúng ta đọc tiếp ở dưới đó thì sẽ gặp một câu ông ấy nói thế này: chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ tại sao lại không biết đón nhận? Cái câu này thì thật là quá sức. Có nghĩa là không chỉ nhìn thấy điều lành là ơn ban của Thiên Chúa, mà nhìn thấy cả những điều mà mình gọi là điều dữ cũng là ơn ban của Thiên Chúa. Có bao giờ các anh chị dám nghĩ như vậy không? Khó lắm. Đúng là rất là khó. Nhưng mà tôi có ý hỏi thế này này. Thế thì khi mà chúng ta nhìn ngược lại cuộc đời của mình nhé, có bao giờ các anh chị khám phá ra rằng có một điều mà vào thời điểm đó mình gọi là điều dữ, nhưng mà đến bây giờ thì mình lại khám phá ra đó là một ơn Thiên Chúa ban không? À thì cái này thì có. Đấy. Cái này thì có. Có bằng kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà ngay giây phút hiện tại mà Chúa gửi đến điều dữ thì mình không thể nào thấy đó là một ơn ban. Nhưng mà có thể qua đi 5-10 năm thì mình khám phá ra đó là một ơn ban rất là quý. Như vậy thì có lẽ gốc rễ là chỉ vì chúng ta chưa đủ lòng tin thôi. Phải không? Không phải các anh chị đâu, tôi cũng thế thôi. Mình chưa đủ lòng tin thôi. Chúa bảo lòng tin của mình mà chỉ bằng hạt cải thôi mà. Mình đã làm khối chuyện rồi. Nhưng mà đằng này thì chắc nó hạt ớt chắc. Hạt xoài. Đấy, cái câu mà của Job đó tôi thấy tuyệt lắm đó. Đừng có đọc thoáng qua, có lẽ nên ghi vào sổ tay ấy. Có những lúc mà cuộc sống của mình gặp và thử thách và đau khổ đó, mình nhớ là tôi đã học về sách Job, tôi đã đọc cái câu này, nó giúp cho mình lấy lại niềm tin chứ. Ông Gióp ông ấy tuyệt vời như thế, vậy mà Satan nó vẫn chưa chịu thua. Cho nên cái anh này là nó dai lắm. Cuộc đời của mình mà bị nó dai, nó hành hạ thì thôi mình cũng phải hiểu vậy. Nó dai lắm bởi vì nó muốn giật người ta ra khỏi Chúa mà. Cho nên nó đâu có chịu thua. Thế thì sang hồi thứ 4, tức là bước sang chương thứ 2, chúng ta cùng đọc với nhau để xem là Satan nó lý luận với Chúa như thế nào. Ngay từ câu 1. Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Satan cũng đến trong đám họ để trình diện Đức Chúa. Bây giờ Đức Chúa phán với Satan: ngươi từ đâu tới? Satan thưa với Đức Chúa: rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Satan: ngươi có để ý đến Job, tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của nó. Dù ngươi đã vô cớ xúi dục ta chống lại để tiêu diệt nó. Và Satan thưa lại với Đức Chúa: gia đổi gia, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt của nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Đức Chúa phán với Satan: được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Chúa. Chúng ta ngừng ở đây nhé. Các anh chị có để ý là hai lần Chúa hỏi Satan đó, ngươi từ đâu tới, thì nó đều trả lời làm sao? Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Cho nên là không có chỗ nào mà không có nó đâu nhé. Rảo quanh cõi đất mà.
lang thang khắp đó đây. Hai lần nó đều trả lời rõ như vậy đó. Cho nên là không ai thoát được sự tấn công của Satan đâu. Và trong phúc âm Chúa Giêsu còn nói là một linh hồn ăn năn hối cải trở về với Chúa rồi, dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ rồi, ma quỷ nó rời khỏi cái ngôi nhà đó rồi. Nó có rời luôn không? Dạ không. Thưa không, nó quay lại, nó rủ bảy thằng nữa. Cho nên mình đừng tưởng rằng những người đạo đức là không bị cám dỗ. Càng đi sâu vào trong đời sống thiêng liêng, càng bị cám dỗ nhiều hơn. Càng phải đối diện và chống trả với những cơn cám dỗ nhiều hơn. Nhưng mà qua những cơn cám dỗ đó thì ơn Chúa giúp cho người ta chiến thắng, để tâm hồn của người ta càng ngày càng được thanh luyện. Cái ghi nhận mà tôi sợ các anh chị cứ đọc thoáng rồi không có để ý, cho nên tôi nhắc thôi. Đừng có quên là nó rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Thánh Phêrô thì dùng cái hình ảnh là nó như sư tử gầm thét, rình mò tìm mồi cắn xé. Cho nên Chúa Giêsu mới nói là phải tỉnh thức và cầu nguyện là vậy. Thế thì Satan nó lý luận với Chúa rất hay như thế này. Ra đổi ra. Đây là một cái câu gần như là câu rất quen của dân Israel đó. Không biết là mình dịch tiếng Việt Nam mà ra đuổi ra chắc nó cũng không có diễn đạt được bao nhiêu, phải không? Nhưng mà đại khái Satan đã giải thích tất cả những gì người ta có thì người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Điều đó đúng. Điều đó đúng. Chúng ta mất của cải này, kể cả mất cả người thân này, nhưng mà quan trọng là tôi vẫn còn. Đấy, bây giờ đến cái lúc mà chính sự sống của mình bị đe dọa thì nó có vấn đề. Cho nên nó lập luận với Chúa: Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương và thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Ở đây không còn phải là mất những gì ở bên ngoài mình, mà là chính mình. Không có sự từ bỏ nào khó khăn cho bằng từ bỏ chính mình. Anh chị có nhớ ở trong bài ca đức ái của Phaolô trong thư thứ nhất Côrintô chương 13 không? Người ta có thể bán hết tất cả mọi sự cho kẻ khó, nhưng vẫn không phải là đức ái. Vẫn không phải là đức ái. Bởi người ta vẫn không thể bỏ chính mình. Cho nên không có cái gì mà khó khăn cho bằng bỏ chính mình. Satan nó có lý lắm chứ không phải không đâu. Nó lập luận là bây giờ là cứ đánh thẳng vào ông ấy, để xem là thái độ của ông ấy ra làm sao. Ông ấy còn kiên vững trong đức tin nổi không? Và thực tế cho chúng ta thấy là khi những đau khổ mà nó chạm đến chính mình khó lắm. Thế bây giờ nếu mà Chúa cho phép Satan mà nó tấn công chính bản thân của ông Gióp thì ông phản ứng sao? Chúng ta thử coi từ cái câu 7 cho đến câu 10 thôi. Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Bấy giờ vợ ông bảo, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Nhưng ông Gióp đáp lại, cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi. Ông ấy tuyệt vời. Ông Gióp ông ấy mất của cải đã vậy nhé, con cái mất hết. Xét về mặt trần gian đó,
nơi nương tựa, nơi nâng đỡ cuối cùng chỉ còn là người vợ. Nhưng mà đến khi mà chính thân xác của ông bị tấn công thì bà vợ cũng bỏ luôn. Bà vợ cũng dè biểu khinh chê và nói với ông những cái câu rất là nặng lời. Như thế này mà còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn làm gì nữa? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho xong. Người thân thiết nhất của mình, nửa của mình, mà bây giờ cũng nói với mình như vậy. Còn chỗ nào mà nương tựa? Vậy mà ông Gióp vẫn một niềm tin tưởng vào Chúa, không thốt ra một lời nào xúc phạm Chúa cả. Cho nên ở trong phần mở đầu này, chúng ta thấy được khuôn mặt của một người công chính thật là mẫu mực, rất là khó khăn cho mình noi theo. Nhưng dẫu sao vẫn là một lý tưởng mời gọi mình. Và có một chi tiết để từ đó người ta dẫn đến cái phần thứ hai của tác phẩm. Ở đây là một cuốn sách rất là hay, cho nên hôm nay chắc các anh chị thấy tôi áp dụng một cái phương pháp khác. Tôi không có tổng hợp, mà là tôi mời các anh chị đọc từng đoạn một với những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy. Bởi vì nó là một tác phẩm rất là hay. Rồi sau này thì chúng ta tiếc quá là không có nhiều thời giờ, chỉ có 2 tuần thôi, cho nên tôi sẽ chọn một vài đoạn thôi để phân tích. Thế thì sau khi nói đến bà vợ, có một cái điểm rất là hay thế này. Khi nói về ba người bạn của ông Gióp, ông nghe tin như vậy thì mới đến thăm ông. Từ xa họ ngước mắt nhìn nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc, mỗi người xé áo mình ra và rắp cho lên đầu. Cái chi tiết này nhé, họ ngồi xuống đất bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, chẳng nói với ông một lời. Tại sao? Vì họ thấy nỗi đau khổ của ông quá lớn. Đây, cái chi tiết này rất hay. Nó hay cho những người trong lớp mà đi làm việc tông đồ, và cả trong đời sống bình thường của chúng ta. Khi ông Gióp ông ấy đau khổ, 3 người bạn đến, không nói một lời, phải không? Đó là sự thinh lặng. Không nói một lời, nhưng mà vẫn ngồi đấy với ông ấy suốt 7 ngày đêm. Đó là sự hiện diện. Lý do làm sao thinh lặng? Thưa là vì nỗi đau khổ của Gióp quá lớn. Tôi nói là bài học này cần cho chúng ta đi làm việc tông đồ hay là các linh mục đi thăm bệnh nhân. Nỗi đau khổ của con người là một mầu nhiệm, một cái gì đó rất thánh thiêng. Đôi khi ta quên mất điều đấy. Cho nên ta đi thăm một bệnh nhân, thế là ta mở miệng, ta dạy người ta một bài về ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Nào là Chúa Kitô đau khổ như thế nào, bây giờ chúng ta đau khổ làm sao, rồi mình phải kết hợp với đau khổ của Chúa như thế nào. Mà đang lúc đó mình có đau đâu. Đấy, mình có đau đâu. Có một cha già, ngài bị mổ, không biết phải ung thư hay là gì. Giáo dân cũng đến thăm, thì các bà thì cũng có lòng thương cha mà lại có lòng đạo đức nữa. Thì đấy, cũng cho cha một bài về sự đau khổ, rồi khuyến khích cha là thôi cha chịu khó dâng mọi nỗi đau khổ cho Chúa. Ông tức quá, ông quát, ông có dâng gì hết á. Còn 3 người bạn của ông Gióp á, thinh lặng. Thinh lặng. Hàm trong sự thinh lặng đó là một niềm kính trọng.
Đôi khi những lúc đi thăm bệnh nhân như thế, tôi nghĩ tùy hoàn cảnh. Nhưng có những khi một cử chỉ không lời nào đó hay hơn là chúng ta nói năng nhiều quá. Một cái nắm tay diễn tả sự cảm thông. Một ánh mắt diễn tả sự đồng cảm tốt hơn. Một lời cầu nguyện chung với nhau tốt hơn. Chứ lúc đấy mà mình lại lên lớp, lại đeo sách giáo lý ra giảng thì bố ai mà nghe được. Đấy mà nhiều khi á, mình đi làm việc tông đồ mà có những cái nhỏ nhỏ như vậy mình không có để ý đâu. Và mình cứ nghĩ là mình làm việc đạo đức, nhưng mà rồi nó có thể nó gây những phản ứng ngược. Thinh lặng, nhưng mà đồng thời vẫn hiện diện. Vẫn hiện diện. Không nói gì cả nhưng mà vẫn ngồi đấy. Sự hiện diện. Sự hiện diện làm cho người ta có cảm giác không cô đơn. Sự hiện diện cho người ta có cảm nhận rằng có một người đồng hành với mình. Và sự hiện diện đó cần thiết. Cuộc sống của chúng ta thì lại bận rộn quá, cho nên mình ít có được sự hiện diện với nhau trong những lúc như thế này. Cái chi tiết rất là nhỏ. Thấy ba người bạn đến thăm ông Giót, nỗi đau khổ của ông quá lớn, họ thinh lặng thôi. Nhưng mà họ ở với ông ấy, ngồi đó suốt 7 ngày 7 đêm. Tôi không biết là có ai để ý cái chi tiết đó không, nhưng mà nó rất là thực tế cho đời sống tông đồ nhé, đời sống mục vụ và cả trong cái quan hệ con người với con người. Thế như vậy hôm nay là chúng ta chỉ có đủ giờ để mà phân tích cái phần mở đầu thôi. Mà phần thứ hai thì tôi cũng chưa có viết cho các anh chị hết được, bởi vì nó sang cái trang khác mất rồi. Thôi thì để tuần sau chúng ta vừa phân tích cái tâm tư của ông Gióp khi mà bị thử thách như thế, cũng như là một vài trao đổi mà những người bạn muốn chia sẻ với ông ấy, và thái độ của ông ấy đáp trả như thế nào.